là miếng gà. Miếng gà bún gà. Miếng gà bún gà. Kính chào quý cô chú anh chị và các bạn nha, đã đến với video tiếp theo của Cuộc Sống Sài Gòn TV. Hôm nay ghé lại địa điểm của chị Dung nè cô chú, 7 ngày 7 món nè, trước Thương Xá Đồng Khánh nè. Ở địa điểm ở đây có một cái địa điểm là hàng năm tới ngày cô hồn là rải tiền rất là lớn. Chỗ chị Dung á, chỗ chị Dung này nè cô chú, là địa chỉ là 484 Trần Hưng Đạo nha cô chú anh chị, phường 14 quận 5 thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay là chị bán món miếng gà cuốn. Cái thời gian mình bán bữa nay thay đổi gì không chị Dung? Đúng vậy em. Từ mấy giờ tới mấy giờ chị Dung? 6 giờ bán tới 9 giờ, 9 giờ mấy hết rồi. Dạ, đó. Rồi đi đi con. Rồi để ra chị. Lên qua con quay. Dạ. Miếng hả con? Miếng cho bé. Lên miếng cho bé đẹp. Khách tới đây thì ngồi mấy cái bàn nè. Đây là nước mắm. Dạ bữa nay tô của mình là bao nhiêu chị Dung? 40 em. Dạ một tô là 40 như cô chú. Để cô chú từng tiền biết ghé thưởng thức vào mỗi buổi sáng. Chị bán là 7 ngày 7 món đó, cô chú. Em đi gói gà sáng về. Chị gói gà sáng hộp đem về các chủ. Cái nồi nước súp rất là lớn. Đưa lên, đưa tay lên. Chị khách mua bỏ vô cái comment. Đây là miếng. Cái gì? Cái đen là cái gì vậy? Miếng gà xé hết miếng. Miếng 2-4 ăn cũng cũng. Miếng gà xé qua đây luôn. Mũi nó sợ lật mặt bỏ chạy. Ủa bé đen nè. Rồi cái gì nữa? Có bé Hồng về. Cũng gà xé. Bé Hồng nhường gì Dung tô bé Hồng. Đây là xé bún gà. Mì á, mì gói gà chặt. Con thơm giá nè. Dạ quán nhỏ nhỏ xinh xinh thôi cho cô chú, nhưng mà khách thì cô chú thấy không, rất là đông luôn vào mỗi buổi sáng. Hôm nay lâu lắm rồi Cuộc Sống Sài Gòn TV em mới ghé lại đây để chia sẻ đến cho cô chú anh chị và các bạn. Đùi gà. À, lai gà ri chị. Nó rất là ngon. Dạ. Mấy nhà cái đùi ngon lắm nha, mấy nhà đừng có chê nó đen nha. Ông nó có thịt nó thơm lắm. Thôi chặt hai luôn rồi. Thôi chặt hai. Con, của gì nha? Của gì nha? Mì gói gà chặt đúng không? Mì gói gà chặt. Gà chặt là cũng 40 luôn thấy chị. Cái đùi là 50 thôi. Dạ. Đùi.
Rồi, có cái xu rồi. Trong cái tủ gà đó, hấp dẫn lắm. Rồi, 24 gà chạc, ít 4. Đó là gà chạc và gà xé. Cô chú muốn ăn loại nào thì chị Dung sẽ làm loại đó nha. Đùi đây. Chị Dung 7 ngày 74 bữa nay. Thứ hai là món gì chị Dung? Thứ hai là món gà bò em. Dạ, thứ ba chị? Ba cũng mắm. Dạ, thứ tư? Dạ, thứ năm. Thứ năm bò. Dạ, thứ sáu. Thứ sáu bánh canh nuôi. Thứ bảy dạ. Cái nem giang. Dạ. Đó, đây đó là thành cái menu của chị Dung đó nha cô chú. Dạ. Này chị Dung nhiều người phục vụ quá. Đó, mấy đứa em mới chưa đi làm. Dạ, thấy bữa nay lâu lâu ghé lại thấy quá trời luôn á. Đây là rau để ăn kèm đó cô chú. Chưa tới giờ đi làm ghé nó. Dạ. À chậm nó tới giờ đi làm rồi thì. Miếng gà xé của ai? Dạ mà trước. Dạ giữa. Ai muốn gà xé bên đây mà. Rất là dễ tìm luôn cô chú. Ngay chỗ góc đường Trần Hưng Đạo nè. Ai mà biết được thương xá Đồng Khánh, ngày xưa là Sói Kinh Lâm đó, là một trong những cái vựa vải mà cực kỳ là nổi tiếng của Sài Gòn nha cô chú anh chị. Đến đây thì tất cả các lò vải luôn á. Súp quá, rất là hấp dẫn. Ai biểu tượng nó không cho tiền đóng tiền học mà. Ngày lễ rồi, bữa nay 30 tháng 4 rồi đó là cái bán không nha chị nghỉ Dung? Em, vợ nghỉ tới 4 ngày luôn. À nghỉ là hả? Ngày lễ là chị nghỉ 4 ngày nha cô chú. Từ ngày mấy tới ngày mấy chị? Nghỉ đi du lịch chứ. Không biết ngày mấy chị cũng nhớ nữa. Dạ. Tức là ngày lễ 30 tháng 4 là chị nghỉ đó, giỗ tổ Hùng Vương, ngày lễ 30 tháng 4. Ừ. Dạ. Nên cho cô chú, để cho cô chú biết cái hôm cô chú tới. À, nghĩ là biết hết phải không chị? Dạ. Đùi gà là 50 nha cô chú. Cái này là má đùi. Đây là má đùi. Ở khu vực gần đây là chị Dung có ship nữa đó nha cô chú. Đặc biệt là có ship ghi sổ. Sài Gòn gì quá. Dạ, Cuộc Sống Sài Gòn TV. Cuộc Sống Sài Gòn TV ạ. Dạ. Không rảnh chất đồ lên nữa nè. Dạ. Quá trời. Để quá trời của đất ở dưới. Nãy giờ không có đường đi mà tụi nó cố nó kéo vô. Dạ. Cái gì con? Cái gì con? Miếng gà xé. Không lấy lòng cho con đi. Rồi, tướng lòng ra chỗ. Đó là cách mang đi á. Mang về.
cách mang về chị để trong cái hộp nhựa. Rồi, ok chị. Tới là chị Dung phục vụ rất là nhanh luôn á cô chú. Tới luôn quá trời, nhanh lắm. Nè, của gì mì gói gà chặt nè. Cái gì mà trước? Cũng gà chặt. Cũng gà chặt. Mình chân mì gái, mì gói nha. Chị làm cho em mì gói gà chặt nha. Rồi. Giờ chị xíu. Bên này mới thấy chị múc nè, rau nè, cho rõ hơn nha, bên kia là đi qua đi lại nhiều hơn cô chú. Alo chị ơi, dạ miếng gạch của dạ. Đó chưa, đó anh ship, anh nhận đơn á, ở khu vực gần gần đây thôi. Đại học ở dược á chị. Giao cho bác sĩ. Vậy là trong đó mình có để có số đó hả chị hả? Không, giao cho bác sĩ. Dạ, giao cho bác sĩ. Bún đùi đó, cứ đùi là 50, đùi là 50 đổ. Dạ, bún đùi tại đây nè. Vô trọng đó chị. Em ít mì thôi, em ít mì thôi. Dạ. Cái mặt cao chung lắm. Dạ dạ.
ra chợ. Ở đây đây là mình ăn mì nha cô chú, bởi vì bữa nay là chị dùng có bún này, miến và mì, thì mình thưởng thức món mì rồi hấp dẫn lắm. Chị Dung bán là 7 ngày 7 món cô chú anh chị, giống như là một phần này của mình là 40k này. Dạ đây gà, ồ gà này cô chú. Bao yến quyết, rau, còn ớt thì cô chú chị đã xét sẵn nè, mình ăn bao nhiêu thì mình bỏ bao nhiêu vô thôi nha. Dạ. Chanh dặn vô. Dạ rồi, em mời cô chú anh chị và các bạn thưởng thức cùng với em nha. Nước rất là ngọt. Hẹn gặp lại.
lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo của em nha. Bye bye.